Hi, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Được TV. Thì hôm nay Được sẽ dắt cho mọi người mình đi thả lưới nữa nha cả nhà. Thì hôm nay đi cùng Được thì có anh Thương đến từ Bình Dương nha cả nhà ơi. Chào và nhà. Đây là bạn Quân đi cùng với anh Thương luôn, bên Bình Dương qua luôn cả nhà. Đó. Thì hôm nay sẽ dắt cho anh Thương với bạn Quân đi trải nghiệm thả lưới cùng Được nha. Và cả nhà cũng theo Được đi theo thả lưới luôn nha cả nhà ơi. Thì tình cờ hôm nay là Được đi ra đây được cũng gặp được đồng hương trong công ty nha cả nhà. Đó thì tình cờ gặp được em Tỷ cả nhà ơi. Tỷ đang làm gì Tỷ? Bắt cá lăng anh ơi, nhiều quá chị. Ủa, ở đây có luôn hả? Có anh. Có, đâu có giật đâu vậy? Giật. Trên. À. Đây bắt được nhiêu vậy? Trời quá trời luôn cả nhà ơi. Là Tỷ bắt vòng vòng đây thôi hả? Thì hiện giờ anh Thương đang thả cho mình cái tay lưới này luôn nha cả nhà ơi. Ủa cạn mà. Cạn sao anh? À. Ê, có trong túi có bóp cái gì không vậy? Tính đâu xuống dưới nhắn cái bóp luôn chứ. Trời, tay ở trên kia quay livestream vậy cả nhà. Đó. Bây giờ cái tay lưới này là mình cho mình chặn đầu cá lăng bên kia luôn nha cả nhà ơi, tại bên kia mấy tay kia bắt cá lăng mạnh á. Trời ngoài này hơi nắng cả nhà. Nên là Được đội cái nón lá dành cho nó văng giả một xíu. Thì anh Thương đang thả tay lưới cả nhà. Thì sắp xong rồi, mong là dính nhiều cá để quay cho cả nhà xem nha. Thì hôm nay mình đi theo bên kênh của anh Dương á. Anh Dương đang cắm trại ở ngoài cái khu vườn nước cả nhà. Thì mình đi theo, mình sợ hẳn là mình văng mấy tay lưới để kiếm cá để mình bỏ vô cái nồi lẩu nha cả nhà. Thì hai anh em mình mới giăng xong quay lại thấy dính rồi kìa nhà ơi. Chở lên anh. Ôi ôi ôi, xe diện Dương ơi. Quá trời luôn. Nhóc quá trời kìa nhà ơi. Mấy con 2 4 5 6 con. 4 6 7 con. 7 con. Đây 9 con. Trời ơi. Xe luôn, xe diện luôn. Vô rồi, vô rồi. Vô. Quá trời cá lăng luôn. Nè. Nhóc cái nhà xe diện luôn rồi. Trời ơi quá trời ơi. Dữ rồi, dữ dội rồi. Này cả nhà. Thả xong quay lại luôn. Quá trời này vậy. Ê gỡ đi đừng gỡ nữa, gỡ đi. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Lấy cái bọc đưa cho anh. Trời ơi chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Vô rồi, vô rồi. Đây đây. Vô. Bước. Đang quay, đang quay cho đạp lưới cho anh. Không sao đâu. Nước ngang đường à. Sao đâu, sao đâu. Đây để em cầm luôn cho. Đây em cầm cái xô đi em cầm cái. Ồ quá trời. Lưới là sao không văng nữa anh. Lưới to. Quá trời cả nhà ơi. Vô rồi. Vô rồi. Cái này về kho kho tiêu á. Cướp rồi xong. Hả? Nhanh. Bẻ ba ngạnh đó đó. Không có mang bao tay đâu. Ở trong bịch lưới có bao tay á. Có. Lấy bao tay cho anh. Lấy bao tay cho. Trong bịch lưới có đó. Ồ, cả nhà ơi, cá lăng nè. Cá lăng nhỏ. Cái này á kho khô tiêu ha. Đúng rồi. Vui lắm ngon cả nhà. Ê. Khỏi luôn đi. Ờ gỡ đại vậy đó anh. Thì cứ vứt được sâu ấy. Nè, vứt vứt cho. Cầm cho. Dữ dằn luôn. Quá trời. Quá trời cả nhà ơi. Cái này mới dằn xong rồi dính kẹo nẹo hết trơn. Dữ dằn luôn rồi anh Thương ơi. Này nè anh mang qua tay đi anh cho nó cho dễ gỡ. Chúng nguyên bày luôn. Chúng nguyên bày luôn rồi anh em mình lúc rồi gỡ như Vũ cho thẳng thẳng lên anh. Mình gỡ mình thăm thăm cái mình quay lại mình gỡ nữa, gỡ từ đây tới chiều luôn.
Qua trời cả nhà. Đó một bậy đây luôn hay sao? Đây là đi cá gì ta? Cá lăng. Giăng cá kèo. Giăng cá kèo. Mà giăng cá lăng. Hả? Lưới này 3 phân hay gì á? 3 hay 4 phân, 3 phân á. Nhiêu mét? 100 mét lận. Bao nhiêu một mét? À, không biết nữa mà mua có 100 mấy à? Mua quê á. Đây được mua dưới quê á. Chứ đâu mua trên này đâu. Nó văng hết cái ao này chắc đuối luôn rồi. Gỡ đuối luôn á chứ. Quá wow, trời cả nhà. Trời ơi trời. Ê, cái này trứng chứ lắm nè anh ơi. Đúng rồi. Bụng nó trứng kìa. Không được, trơn quá. Mau tay trơn quá. Chục mười mấy chục con. Ba màng không, không hết đâu. Được rồi. Dính cái này nữa đâu. Khó gỡ quá cả nhà. Này tại vì nó có ba ngạnh á. Mình xé đại ra này, tại lưới này. Đó, đại đi. Gỡ ăn trước ăn sau dính luôn nè. Ơi. Nhìn ngon ghê không? Trời ơi cái này mà kho tiêu hả ăn là hao cơm vừa gì. Không anh. Ừ, kho tiêu. Lâu qua Bình Dương tự nhiên có cái chặt này ngon ha. Thả tao lưới này cái dính kẹo nẻo chứ. Mới thả xong dính liền luôn thấy ham hả anh. Trời cái này anh hoài anh coi chắc anh buồn dữ à. Quà gặp này anh mê lắm. Hay, hay, bỏ vô luôn, rớt cho vũ rớt. Cái nhà ơi cá. Đường, coi đi. Này, anh tét chờ coi. Bự ha, con này bự ha. Bự. Con này bự hơn mấy con kia cả nhà. Giờ nó vàng nín luôn, chà phá luôn. Ê, trời, ghê vậy. Cầm này ngoài ba ngành đó anh. Gỡ hồi hay quải luôn à. Thiệt luôn á. Thấy nó lội nguyên đàn đằng kia chắc dính xe gì nắng à. Chắc đằng kia vào đây nhanh. Biết sao có cá này không? Tại tối trời mưa á. À. Cái lăng này lên nè. Mát. Mới chừng nè cả nhà. Đó, anh em mình mới thăm chưa được 5 mét nữa, chưa được 5 mét lưới, 3 mét lưới à, bị dính nè, mười mấy con cả nhà ơi. Ô, dính một chùm luôn nè, nè. Quá trời, hồi nãy mình dỡ lên cho cả nhà coi trước rồi đó, quá trời dính, giờ mình quay lại mình gỡ. Cái này bán kiếm 100 mấy anh, ở ngoài trang chỗ mà ngã tư nào bán nè, bữa em mua 100 mấy chục ngàn ký. Nó làm cho mình luôn. Rồi lúc giăng tưởng không cá ha, mà giờ dính. Xe giòn luôn rồi. Dính xe giòn luôn cả nhà. Rồi trời. Cái này mình qua gặp chắc đánh giềng chết luôn đó, không mê bắt cá giăng lưới này nè. Đây con này bự nè. Trời ơi trời cả nhà ơi. Hai ngón tay luôn. Hết hồn cá. Này. Bự. To to quá, mập ủ lưu. Yeah. Thôi thì giờ được ngưng video đây cái để gỡ tiếp anh Thương cái cá nha cả nhà ơi. Để cho anh gỡ chắc tới chiều luôn quá. Mình gỡ tiếp ăn cho xong lẹ lẹ mình về đẳng cho mấy chị đẳng ăn uống rồi nữa. Thì xíu dính xíu được gỡ xong hết rồi được sẽ quay cho cả nhà coi thành quả nha. Hiện giờ là được nhiêu đây rồi, xíu mình quay cho thành quả xem thêm. Quá trời luôn cả nhà. Cả nhà ơi, dở, để anh Thương dở vô cả nhà con nha. Đây đây em cầm cái xô cho anh Thương. Đây, à, dở thẳng 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 đầu kia luôn anh.
Đó cả nhà coi, giỏ nữa nữa. Đó, nó đó, thấy ghê không cả nhà? Trời ơi, quá trời luôn rồi. Kẹo nẹo kiểu này gỡ đuối. Thôi, quá trời luôn cả nhà ơi. Quá trời. Dính quá trời khúc này. Dữ lắm rồi. Để được gỡ tiếp anh Thương cái. Quá trời cả nhà ơi. Gỡ phụ. Gỡ phụ mới được. Thì được chờ thêm anh em, một số anh em ở gần đó xuống gỡ tiếp nha cả nhà. Chứ gỡ một mình của anh Thương được là gỡ không hết nha, không nổi đâu. Thì cả nhà ơi, bây giờ mình đổ cái kết quả của mình thả lưới hồi nãy ra đây cho cả nhà coi nha. Đổ ra vô cái vỏ hay là đổ ngoài? À, đổ ngoài cho cả nhà xem đi. Hốt lại. Ồ. Đó. Quá trời luôn cả nhà. Có một lưới còn nhiêu đó kìa. Một lưới mỏ là bao nhiêu đây cả nhà? Nhà thấy dữ không? Hiện giờ anh em mình giờ chút xíu qua bên kênh của anh Dương là nấu cái nồi lẩu này cả nhà ơi. Nồi lẩu cá lăng. Quá trời cá lăng luôn cả nhà ơi. Cái này có nhiêu anh chưa? Căng thử đi. Căng thử. Ở kia rưỡi 2 kg á. Có 2 kg á. Có 2 kg à? Ừ. Nè đổ đây lại. Trời ơi. Trời ơi. Là mới văng xong rồi lại cuốn liền luôn cả nhà ơi, chứ không dám văng nữa luôn á. Văng là mình sợ cá dính nhiều quá. Gỡ không được. Rồi bây giờ mình đổ vô cái vỏ, cái gỗ này lại đi, mình đi ngoài mình chà, mình sàn cho nó hết nhớt, mình về mình nấu lẩu nè, hết cát, nấu lẩu nè. Ít nè, nước đây sạch nè. Ít hơn nhiều quá, không hết. Rồi. Thì đây cả nhà ơi, mình cá lăng hồi nãy mình mới văng lưới xong nè cả nhà. Quá trời luôn, nhìn ngon ghê không. Giờ cá lăng này mình nhúng vô lẩu luôn cả nhà ơi. Đó. Quá trời ông hầm hì rồi. Mình bỏ vô nồi lẩu luôn cả nhà. Nhìn ngon ghê không. Một hồi mình ăn thử cho cả nhà xem là con cá này nó thịt nó như thế nào nha. Cá này đầu mùa chắc trứng, chắc đầy bụng anh Dương. Thì hôm nay đi văng lưới sẵn, anh em cũng mua một ít đồ ăn thêm nha cả nhà, để cho nó hoành tráng, nhìn cho hấp dẫn. Thì cái nồi lẩu của mình hồi nãy sôi lên rồi cả nhà, chưa kịp ấy nữa, chưa kịp ghi quy cho cả nhà nữa là tắt cái quá trời sôi. Hiện giờ cái cá của mình thả hôm nay cả nhà ơi. Nè cá tươi sống nè cả nhà, nó mới bắt luôn mà nấu ăn luôn. Cá này là không ăn gì hết luôn, bỏ vô là ăn thôi, quá ngon cả nhà. Nó trứng nè. Để được review cho cả nhà xem con cá lăn hồi nãy nè cả nhà. Ngon ghê cả nhà, thịt cái trứng nó ngon ghê vô, béo béo. Còn cái xương không cả nhà. Vương review cái con cá cho mọi người xem nha. Con cá này cái bụng cái trứng thè lè luôn nha, mới vừa vớt lên xong rồi thả vô cái chảo luôn nè, chưa có làm luôn nè, dãy kỳ di bọng gì làm láng cho nó mọi người ơi. Đây đây là mình chấm miếng bối xanh nha. Đây mời cả nhà dùng con cá. Giờ mình ăn cái nào trước hả? Ăn cái đuôi trước hay cái đầu trước? Ăn bụng đi anh ơi. Bụng ha, cắn bụng ha. Rồi mình làm cho mình chảy nước miếng trời. Còn cái trứng nè, má ơi nó béo, nó ngon nha. Nút luôn cái đầu luôn anh. Điện xe cứu. Có hai cái ngạnh hai bên đó cả nhà, cái đầu dính hai ngạnh hai bên vậy bá. Dục cho nó hơi, nút vô là chả đi thiệt á. Đây còn cúp đuôi luôn, làm luôn cúp đuôi luôn nha mọi người. Mời cả nhà dùng. Ăn luôn xương anh. Nút luôn hả? Ghê hả? Còn đâu nữa? Trời ơi, sao không nhả xương trời? Nhả gì nữa? Điện xe cứu rồi nhả gì nữa? Nó ngon nữa nè. Tới một chuyện luôn cả nhà. Thì được xin mời anh Thương một con cá nha cả nhà. Dùng là trời ơi, trời cái trứng lòi ra ngoài luôn cả nhà ơi. Hấp không có trứng ngon. Cắn thử cái cho cảm nhận sao anh. Mời cả nhà. Cá nãy anh em mình đi văng lưới nè cả nhà. Sao anh? Nó ngọt nguyên cái bụng trứng luôn. Cảm nhận sao? Ngọt, ngon. Thịt ngọt không? Cá mới bắt lên nó ngọt vừa gì. Thôi thì cái video của được tới đây cũng chuẩn bị kết thúc luôn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ có mấy con cá của mình còn tươi quá, mình tranh thủ mình làm cho xong luôn, ăn cho hết luôn cả nhà. Nhìn quá trời ngon rồi. Thì bây giờ cái video của được tới đây kết thúc nha cả nhà.
tạm biệt và bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ vẻ. Rồi bye bye anh Dương à. Hai bye bye, ăn bê ăn quá mà. Bà đang chăm chú ăn. Bye bye.